Đa giảm mạnh của nhiều mặt hàng nguyên liệu quan trọng đã kéo chỉ số hàng hóa MXV Index giảm ngày thứ ba liên tiếp xuống mức 2.395 điểm trở về vùng giá thấp nhất kể từ giữa tháng 1 năm nay toàn bộ các mặt hàng năng lượng đồng loạt đóng cửa giảm giá. khí tự nhiên kỳ hạn tháng 1 năm sau trên sở Nimex giảm rất sâu, hơn 11%, xuống xuống thấp nhất trong vòng hơn một tháng trở lại đây. Hợp đồng dầu thô WTI cùng kỳ hạn cũng giảm mạnh, chốt ở mức 76,93 đô la Mỹ cho một thùng. Trên sở IC, dầu brand kỳ hạn tháng 2 đóng cửa mức 82,68 đô la Mỹ một thùng giá dầu liên tiếp gặp sức ép trong cuối phiên ngày hôm qua trước các thông tin vĩ mô cũng như là triển vọng nguồn cung tích cực. Cụ thể thì lo ngại về việc cục dự trữ lên bang Mỹ Fed có thể tiếp tục mạnh tay tăng lãi suất đã khiến cho chỉ số dollar index bật tăng mạnh mẽ trong phiên lên 105,29 điểm, gây sức ép lên toàn bộ các thị trường tài chính nói chung và đặc biệt là thị trường dầu thô. Trong khi đó, thì một trong những thành viên quan trọng của tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC là Venezuela đã có tín hiệu xuất khẩu rất tích cực góp phần nới lỏng nguồn cung dầu toàn cầu và gây áp lực lên giá. Theo MXV, thì xuất khẩu của Venezuela đạt trung bình khoảng 620.000 thùng mỗi ngày từ đầu năm đến nay, thấp hơn một chút so với năm 2021, nhưng dự kiến sẽ tăng trong những tháng tới và nhờ việc chính phủ Mỹ cấp giấy phép cho tập đoàn dầu mỏ lớn Chevron Corp khai thác tại quốc gia Nam Mỹ này. Và để biết thêm các thông tin về thị trường năng lượng thì chúng tôi có cuộc trao đổi nhanh với ông Phạm Thành Trung, giám đốc trung tâm đào tạo công ty cổ phần giao dịch hàng hóa thành phố Hồ Chí Minh, thành viên kinh doanh của Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam. Diễn biến giảm mạnh gần 4% của giá dầu trong ngày hôm qua phản ánh rằng mặt hàng này hiện đang rất nhạy cảm với các thông tin vĩ mô, đặc biệt là với chính sách thắt chặt tiền tệ của Mỹ. Ở cùng với đó, chính sách áp giá trần đối với dầu thô của Nga đang để lộ nhiều hạn chế khi mà nước này đang chuyển hướng thị trường sang các quốc gia châu Á, đặc biệt là Trung Quốc và Ấn Độ Hiện tại, việc nới lỏng giãn cách tại Trung Quốc cũng chưa cho thấy tác động giúp nhu cầu tiêu thụ dầu thô khởi sắc. Theo quan điểm của chúng tôi, nhìn chung, giá dầu thô sẽ vẫn gặp nhiều áp lực để có thể khôi phục lại vùng giá cao vào cuối năm nay.